Shop áo may.com, shop áo thun Minecraft giao hàng toàn quốc, chất lượng, uy tín, giá chỉ 99 nghìn. Hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã trở lại với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft Pixelmon. Hiện tại thì mình đang đứng ở trên tầng 2, khu vực mà mình trưng bày những tấm hình Pokemon á. Ở đây thì mình đã chụp lại mấy bức hình của mấy em như là Rayquaza nè, Kyurem cũng như là một vài em huyền thoại khác nữa. Sắp tới mình sẽ cố gắng lắp đầy cái căn phòng này bằng những tấm ảnh của những Pokemon huyền thoại nhá. Ở đây thì mình thiếu một tấm ảnh của em Pokemon trong bộ ba sáng tạo nè, và em đó thì mình sẽ cố gắng triệu hồi và bắt luôn trong ngày hôm nay. Và ngoài ra thì ở tập trước mình cũng có vô tình bắt được một em Pokemon tên là Riolu á. Em này thì hiện tại cũng sắp tiến hóa rồi đó các bạn ơi. Và ở đây thì mình có bắt được thêm 20 MV trong loop up nữa. Em này thì mình có thể bắt ở vùng biome có nhiều hoa các bạn, vùng mà mình bắt được em Dark Ride ấy. Rồi giờ thì chắc mình sẽ cho bất ổn tự nhiên mấy anh này chạy lên mình. Giờ thì mình sẽ cho các em Riolu này ăn thêm một ít cái trái berry nữa nhá, tại vì em Riolu này cần phải có độ thân hạnh phúc cao thì mới có thể tiến hóa được các bạn ơi. Và hình như trong này mình còn kẹo thì phải, để mình lấy kẹo ra mình cho các em Riolu mình ăn tiếp nhá. Rồi, muốn tiến hóa trong cái gì? Em này muốn tiến hóa bên trong bên ngoài đây, nhưng mà cho ăn kẹo nè. Và em ấy đã bắt đầu thoát ra cái luồng khói màu cam rồi. Và Riolu của mình đang tiến hóa các bạn ơi. Để xem coi khi tiến hóa Riolu sẽ trở thành Lucario đúng không? Hôm qua mình có farm được em boss Lucario và có được viên đá Mega ấy. Đúng rồi, em ấy đã trở thành Lucario và học được thêm kỹ năng Aura Sphere. Rồi, đây chính là Riolu nhá, có vẻ mặt khá là ngầu đấy. Và em này có kỹ năng đặc biệt gì không? Không có kỹ năng đặc biệt hả? Đây mình có viên đá Mega, mình sẽ trang bị vào. Ui, em ấy đang làm cái gì này các bạn ơi? Đó. Nén lại là một quả cầu gì á. nhìn hay ghê luôn. Và giờ mình sẽ thử tiến hóa Mega cho Riolu của mình nhá. Xem chỉ số coi. Em này mới cấp 36 thôi nên sức tấn công còn khá là yếu các bạn ơi. Nhưng mà có cái SP attack khá là cao này, 106 lần. Và khi tiến hóa Mega thì em ấy sẽ như thế nào đây? Và kích thước đang tăng lên một tí xíu nữa nè. Giờ thì đã cao hơn mình luôn rồi. Wow, tiến hóa Mega xong. Ê, lại thấp một xíu lại. Ủa nhưng mà em ấy cái tiến hóa giống như có con Mega mà mình farm được á. Có một cái vũ khí này các bạn ơi. Diện mạo cũng thay đổi á. Và chỉ số coi nào, chỉ số ông ấy đã tăng SP attack lên 126 rồi nè. Cực kỳ xịn. Và sức tấn công bình thường cơ bản á cũng tăng lên luôn. Nói chung thì em này tiến hóa Mega sau này mình sẽ cố gắng train cho thiệt là mệnh nhá. Rồi và tạm thời thì cho máy vào bên trong đi. Riêng hai cái MEV này thì chắc mình sẽ hồi máu trước nha. Mình sẽ hồi máu cho em này một cái. Rồi sau đó mình sẽ thử tiến hóa luôn nhá. EV thì khá là dễ tiến hóa. Mình có thể cho máy tiến hóa tùy theo cái viên đá mà mình có được á. Trong này thì mình còn hình như một vài viên thì phải. Đây nè, một cái Ice Stone mà mình nhặt được trong lúc đi khám phá. Bên nhà chính của mình hình như cũng còn một vài viên đá vậy á. Để mình coi coi còn thì mình sẽ cho em này tiến hóa luôn trong ngày hôm nay nhá. Và những tập trước nữa thì mình cũng có bắt được một cái MEV nữa. Như là mình có tổng cộng là 3 MEV luôn. Để mình coi coi tiến hóa 3 em trong cùng một ngày có được không nhá. Mình có... Ủa chết, bị trùng hết ta. Nó trùng cái Ice Stone rồi các bạn ơi. Vậy thì mình sẽ không dùng Ice Stone nữa mà sử dụng cái viên đá Fire Stone đi. Cái Fire Stone nhá. Ngoài Fire Stone thì mình còn cái loại nào không? Có Thunder Stone nữa nè. Không biết có đủ không ta? Nếu mà thiếu Thunder Stone thì mình sẽ đi qua cái vùng núi á. Tại vì vùng núi có khá là nhiều những cái Thunder Stone sát luôn. Thằng mà đào ấy. Nãy giờ đi tìm cái Thunder Stone sát chưa có gặp, nhưng mà mình đây vô tình gặp được một em Pokemon huyền thoại này các bạn ơi. Đây vào sao vào trong đi. Em này tên là Renesect các bạn à. Úi, em này còn biến hình nữa à. Em này biến hình các bạn ơi, được á. Thôi là gặp một em Pokemon khá là đẹp đây. Kìa biến hình thành cái gì kìa. Nó giống như một cái máy bay hay cái gì đó. Để mình sẽ tiến hóa Mega rồi Pawn Sweep em này nhá. Mong rằng có thể bắt được em Pokemon lạ này nhá. Em này chắc khi mình bắt về chắc có sử dụng được kỹ năng biến hình đó các bạn ơi. Trên lưng còn có khẩu súng giống như em Blastoise của mình sau khi Mega vậy á.
Và phone sweep kéo được có tí xíu máu hả? Vậy thì mình đổi sang dùng Night Slash xem. Không biết Night Slash, ui, biến thành cái máy bay tấn công mình luôn kìa. Ui đã chưa đã chưa. Rồi chần chờ gì nữa, bắt luôn thôi. Và mình sẽ sử dụng Dust Bowl nhá, vì trời đang tối nè, dùng Dust Bowl tỷ lệ bắt sẽ cao hơn một xíu đó. Ôi, nhưng mà mới bắt thôi mà em ấy đã kiểu như là chui ra khỏi bóng chứa rồi. Khá khó tính, khá khó tính. Và nhìn xa xa hình như bên này có một cái Thunder Stone Shard này các bạn ơi. Nè nè nè. Đi được á, bắt xong em này qua bên kia lấy cái Thunder Stone Shard về luôn. Nhưng mà có vẻ em này khá là khó bắt, mình sẽ kiên trì một xíu coi coi có chinh phục được cái em Renesect này không nhá. Wow, đánh em Woodlaw của mình hơi bị thốn luôn. Ui em này mạnh lắm các bạn ơi. Hèn gì khó bắt quá trời luôn nè. Nãy giờ mình dùng quá trời Dust Bowl luôn á mà vẫn không có chịu bắt được. Hả? Đánh bại luôn rồi. Căng thẳng thiệt sự, giờ đưa Rayquaza vô chịu xíu đi. Ơi giờ lần này lâu lắm rồi mới gặp một em Pokemon kiểu như là đánh ha, ngủm được cái em Guzzlord của mình á. Và lần này thì được rồi, đưa Rayquaza vô á là rén liền. Chỗ mình có một cái nhà trainer nè, cấp 54, ở 57, nhưng mà thôi đi, mình sẽ qua kia đào cái Thunder Stone này cái đã. Đào ra, được có một thôi. Phía bên này còn không? Nhưng mà trong lúc chờ đợi thì mình sẽ coi coi cái hệ của em này nhá. Đây là một Pokemon hệ bọ vệ thép. Ui hèn gì hồi nãy đánh em ấy của mình quá trời thốn luôn á. Kỹ năng này 50 điểm sức mạnh, 75 điểm sức mạnh, 90 điểm sức mạnh và một kỹ năng này thì chưa rõ. Wow, được thiệt sự. Và phía bên này lại có em một Pokemon huyền thoại khác là Dionysus. Cái này là boss à? Này boss chứ không phải là em Pokemon mà bắt được các bạn ơi. Thử luôn, mình sẽ thử cho cái em này vừa mới bắt nè vô trong nha. Để mình chiến đấu cùng các bạn ơi. Rồi cho Darkrai vô trong luôn đi. Tạm thời thì cho mấy em MV chuẩn bị tiến hóa vào bên trong máy tính trước và khiêu chiến thôi. Mình sẽ cho em Guzzlord của mình làm tăng cơ trước nha. 110 lần đấy, không có đùa được đâu. Wow, cái em Naganade của mình á đánh có hiệu ứng rất là đẹp luôn á các bạn ơi, nhưng mà không biết có chịu nổi hit à, không không chịu nổi hit thứ hai rồi. Em boss này khá là mạnh. Giờ thì đến Rayquaza nè, thử sử dụng kỹ năng Raidan Essence coi, đây là kỹ năng có thể nói là rất là mạnh của Rayquaza của mình á. Đó, tấn công nhiều máu hơn hẳn nè. Rồi thêm một lần Raidan Essence nữa đi. Với lượng máu này thì mình nghĩ Rayquaza có thể đánh tiếp vài đòn nữa. Và cuối cùng chắc mình sẽ Extreme Speed để tránh trường hợp bị đánh trước nha. Ui, Extreme Speed thì chỉ còn có một máu thôi. Tiếc ghê không? Phải chi kết thúc lần hay rồi. Darkrai sợ bị đánh trước là ngổm luôn á. Rồi xong rồi, đánh không ngổm Darkrai xác định Dancy và rơi ra cái gì? Kim cương. Ôi, lâu lắm rồi mình mới đánh một cái em Pokemon mà rơi ra kim cương các bạn ơi. Ôi, đằng kia lại xuất hiện một em Renesect nữa kìa. Hôm nay xuất hiện em này khá là nhiều luôn á. Để mình thử pha một em như vậy coi coi gây ra cái gì sau khi mình tiêu diệt nha. Và em đó thì rơi ra toàn là sắt thôi các bạn ơi. Em đó kiểu giống giống Pokemon máy móc ha. Rơi ra toàn sắt thôi à. Để bây giờ mình sẽ chịu khó tìm thêm một ít cái Thunder Stone nữa các bạn ơi, rồi mang về chế tạo thôi, chứ bây giờ mình chưa có đủ Thunder Stone nữa ấy. Sau khi đã có đủ những cái Thunder Stone Shard thì mình sẽ nén lại thành một cái Thunder Stone hoàn chỉnh nhá. Rồi sau đó công việc của mình chỉ là tiến hóa cho em ấy thôi. Thế nhưng mà mình nhớ lần trước hình như mình mở ra cái Water Stone mà ta. Ủa mình cho cái Water Stone nó đâu mất tiêu rồi. Không có Water Stone thì Leaf Stone được không? Dùng Leaf Stone đỡ đi nhá. Và đầu tiên thì mình cần phải lấy mấy em Eevee ra trước cái đã. Hai và em thứ ba. Sau đó thì mình sẽ thử dụng cái Thunder Stone lên em đầu tiên nè. Đó, vậy là EV của mình đang bắt đầu tiến hóa các bạn ơi. Với Thunder Stone thì em EV này sẽ trở thành một em Pokemon hệ điện á, và có tên mới là gì nào? À, đẹp thiệt đẹp thiệt. Tên mới của em ấy là Jolteon các bạn ơi, học được kỹ năng Thunder Shock nè. Mình sẽ thay thế cho kỹ năng này đi. Rồi, vậy là được một em hệ điện rồi nhé. Tạm thời thì em ấy vô trong đi, nhường chỗ cho mấy em khác. Cái đến là một cái Ice Stone chẳng hạn cho em EV cấp 15 này. Ý, à, quên nữa. Ice Stone và Leaf Stone. Mình phải đứng trên cục đá nữa các bạn ơi.
mình phải tìm cái cục đá đó. Tại vì dọc đường đi khám phá các bạn có để mấy cục đá đóng rêu không? Mấy cục đá đó sẽ giúp mình tiến hóa cho mấy MVP này á. Quên 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 giờ thì chắc chúng ta cùng nhau đi tìm mấy cục đá đó thôi, để mình triệu hồi ra cái em nào đó mình cưỡi được cái đã. Latios thì nhá, từ lúc bắt tới giờ mình ít khi cưỡi em Latios này lắm luôn á. Hôm nay cưỡi Latios đi đi, em này bay cũng khá là nhanh các bạn ơi, để mình đi tìm cái cục đá đóng rêu ấy. Đây rồi, cuối cùng mình cũng đã tìm được một cái cục đá đóng rêu rồi các bạn ơi. Mình chỉ cần cho một MV mà chưa tiến hóa nè đứng lên trên cái này. Rồi sau đó mình sẽ thử cho cái Leaf Storm lên coi. Hy vọng là cái hệ lá nha. Hy vọng là cái hệ lá và chuẩn bị tiến hóa thành công. Ôi, em ấy đã tiến hóa thành công rồi các bạn ơi. Và em ấy đã trở thành Leafeon rồi. Vậy là chỉ cần đứng trên cục đá à, không cần dùng cái ấy cũng được các bạn à. Cho em ấy thay thế kỹ năng hệ lá đi nhá. Rồi, vậy là mình đã có được hai bon Kemon EV sau khi tiến hóa rồi đó. Giờ thì mình sẽ đến một nơi cũng có một cái cục đá nữa nhưng mà nó sẽ đóng tuyết ấy, đó chính là khu vực Bronze Ring này nè. Hôm nay thì mình thấy lần trước cũng gặp mấy cục đá đóng tuyết nữa cơ. Đây đây đây. Kế bên luôn. Đây rồi. Vậy là cho nốt cái em này nhá. Đứng lên một cái em ơi. Nó mình phải bắt buộc cho lên tiến hóa ở trên cái cục này các bạn ơi. Và coi nào, em ấy đã tiến hóa luôn rồi. Không mà quan trọng cái vấn đề cấp lắm các bạn ơi, chỉ cần đứng trên mấy cục này là được á. Em này sẽ trở thành em Pokemon mang tên mới như thế nào đây? Ui. Đã nha, em này tên là Glaceon các bạn ơi, học được kỹ năng Ice Queen nè. Ui, cái đĩa này mình mở bị nhiều luôn đó, hôm nay dạy được cho em ấy luôn. Và vừa tiến hóa xong đã bị khiêu chiến rồi. Mình sẽ đánh nhanh em này đi để mình còn đi tiếp nữa, không lấy mấy cái này đâu. Xong rồi, và EV mình đã tiến hóa xong rồi đó, giờ thì chúng ta cùng nhau trở về nhà và chụp hình thôi các bạn ơi, về ngôi làng của mình nè, lấy máy ảnh ra và chụp hình cho ba bé thôi. Leafeon ra ngoài và cuối cùng là Jolteon nha. Trong ba em này thì các bạn ấy chưa 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 sorry. Đây, trong ba em này thì các bạn thích em EV dạng nào nhất? Mình thì mình thấy em EV dạng dạng lá này nè là đẹp nhất đó các bạn ơi, cũng khá là dễ thương nữa và có kích thước to nhất luôn, theo mình thấy là vậy. Rồi và giờ mình sẽ cho em cho anh một bức nè, clip cho anh một bức và cuối cùng là em Glaceon nhá. Rồi ba em tạm thời vô trong đi, và mình sẽ treo ba cái bức hình này lên cái nhà của chị tá đi nhá, tại vì nhà chị tá bây giờ mình sẽ treo những cái bức hình thường thôi, còn bức hình của mấy Pokemon huyền thoại thì mình sẽ treo trên tầng 2 nhà chị bán hàng. Rồi treo lên thôi. Mình còn những cái file ton sát này, cái gì hồi nãy mình tiến hóa một dạng hệ lửa ha, nhưng mà để khi nào mình bắt thêm một MEV nữa đi các bạn ơi, em đó thì xuất hiện ở vùng Flower á, nên mình cũng không quá khó tìm đâu. Mình sẽ cố gắng bắt thêm vài em nữa để chúng ta có thể tiến hóa tiếp những dạng còn lại nhá. Còn giờ thì mình sẽ chuẩn bị lại những cái em Pokemon để mình bắt đầu cái công việc trong ngày hôm nay thôi. Mình sẽ lấy ra tiếp ba cái Ruby các bạn ơi, để nhờ sự giúp đỡ của mấy cái em Madrid, Uzi và Azep ấy. Đây, đầu tiên thì mình sẽ triệu hồi mấy em ấy ra trước nha. Ngày nào cũng làm phiền mấy em này kỳ ghê luôn á. Rồi và kế đến là Madrid nè, ăn thêm đi. Cuối cùng là Azep nhá, Azep đây và ăn nốt hai ba trái cuối cùng. Xong và bây giờ thì mình chỉ cần sử dụng những cái ruby này để tạo ra những cái viên ruby xịn hơn. Tới em ra đây Uzi ơi. Rồi Uzi nè và cuối cùng là Madrid. Tạm thời thì mình sẽ bỏ cây hiêu và cho mấy em này vô trong máy tính một lúc nha. Sau đó thì mình chỉ cần sắp xếp đồ đạc và lấy cái này thì mình còn thiếu là Adamant Orb các bạn ơi, cái loại này thì mình chưa có triệu hồi nè, và đây cũng là em Pokemon cuối cùng trong bộ ba sáng tạo á. Đánh với em này thì mình nghĩ mình chỉ cần đem một em có khả năng cấu rỉa tốt như là Mesh Seesaw và một em có sức chống chịu tốt như là Guzzlaw là đủ để chinh phục được em ý rồi, và cộng thêm một em giúp mình bay nữa để coi em Ganesset này có thể giúp mình bay không nhá. Triệu hồi ra nè. Em này không có bay được các bạn ơi, nhưng mà ngầu thiệt á. Em này có cây súng trên lưng nhìn rất hết luôn nè. Và các bạn thấy kiểu biến hình không? Có nét gì đó giống giống em Blastoise của mình. Và tạm thời thì em ấy không có cho mình cưỡi được nên mình sẽ đổi em khác thôi. Rồi và sau khi cưỡi Mewtwo một lúc thì mình đã tới khu vực Time Spy Onta rồi các bạn ơi.
Mình sẽ đáp xuống một cái nè. Sau đó thì chế tạo một cái red chain tiếp thôi. Đây công thức của red chain nè. Và chuẩn bị kích hoạt cái dòng đỏ nữa. Dòng đỏ này thì là lần thứ ba mình gặp được rồi. Công đoạn cuối là cho cái Adamant orb vào và triệu hồi em Pokemon cuối cùng trong bộ ba sáng tạo thôi. Đi rồi đây rồi, liệu kích thước của em này có to như hai em trước hay không? Xuất hiện rồi nha, xuất hiện rồi nha. Rồi em này là Dialga các bạn ơi. Ủa nhưng mà đứng góc này mình không có cho các bạn quan sát được. Để mình sẽ end battle nè, rồi sau đó khiêu chiến lại bằng seesaw nhé. Như vậy thì các bạn mới dễ dàng quan sát được trận chiến hơn. Và mình thấy em này là có nét tương đồng nhất đối với đấng sáng tạo các bạn ơi. Mình thấy cái em này có cái nét gì đó giống giống cái đấng sáng tạo á. Rồi giờ thì không chần chờ gì nữa, Honsweep sau khi tiến hóa Mega thôi nào. Seesaw ơi, hy vọng là mình có thể bắt em này dễ dàng các bạn ơi. Nhưng mà cái Honsweep có vẻ không cấu được nhiều máu cho lắm. Em này đánh mình cũng không có quá gắt nên mình sẽ tiếp tục sử dụng Nightslash nè. Và Nightslash có vẻ có khả quan hơn rồi. Mình nghĩ mình sẽ Nightslash thêm một hoặc hai lần nữa để kéo máu này thật là thấp, để dùng bóng chứa Pokemon cho hiệu quả nhất nhá. Chắc một lần thôi, là dùng lần ngay chắc em này ngẫm á. Ra giờ thì sử dụng một cái em này dùng Heavy Ball hợp lý không ta? Hai em trước mình đều bắt bằng Heavy Ball á, liệu rằng em này dùng Heavy Ball có khả quan hay không? Ui đừng nói được nha. Ui. Không được không được rồi, em này có vẻ nhẹ ký rồi các bạn ơi. Hai em trước á mình đều bắt bằng Heavy Ball các bạn ơi. Em này dùng Heavy Ball có vẻ không được rồi. Kích thước cũng không quá to, mình nghĩ chưa tới 200 kg đâu nên chắc dùng Dust Ball đi ha. Bắt trong ban đêm mà dùng Dust Ball chắc sẽ ok hơn cái Heavy Ball. Và tiếp tục là Dust Ball nè. Hy vọng có thể bắt em này dễ dàng hơn, nhưng mà tình hình là nãy giờ mình dùng quá trời mấy cái bóng rồi đó mà chưa có bắt được á. Ê nhưng mà trái này thì lại được. Hợp lý hợp lý, và đã bắt được em Dialga rồi. Và mình để là bắt mỗi em Pokemon trong bộ ba sáng tạo thì mình đều được thêm một cái orb tặng kèm á các bạn ơi. Khá là hay, và em này là em Pokemon hệ rồng và hệ thép nhá. Em này thì chỉ mới có kỹ năng Radiant Cloud thôi. Các bạn có chỉ mình thêm là cái em này có thể học được kỹ năng tiếng gầm của thời gian gì đó, một skill mạnh nhất của hệ rồng ấy. Và mình sẽ cố gắng đi tìm cái bác mua tutorial coi coi có dạy kỹ năng đó không nhá, rồi mình sẽ cố gắng học kỹ năng đó luôn. Bây giờ đã có được một em Pokemon rất là mạnh như vậy thì phải kèm theo một kỹ năng mạnh thì mới phát huy tối đa sức mạnh của em ấy chứ đúng không? Và mình sẽ điểm sơ qua cái phần chỉ số coi. Em này có cái sức phòng thủ khá là cao nè, vì hệ thế với mình thấy sức phòng thủ 200 mấy luôn. Sức tấn công thì cũng 100 mấy. Rất là mạnh ấy, chứ không có đùa. Thử xem coi lần này mình qua cái khu vực cũ mà mình tìm được cái em Lucario á, coi coi có gặp thêm được cái em Pokemon Legendary nào khác không nhá, hay là gặp được một cái con boss nào không. À đây đây đây, có một Mewtwo nè các bạn ơi, để coi. Tiếng gầm của thời gian, hình như là Roar Up Time thì phải, cái năng đó lần trước mình gặp hình như là Roar Up Time á các bạn ơi, và ở đây không có rồi. Tiếc ghê không. Dùng núi này xuất hiện cũng khá khá đây nữa nè. Một trainer. Bên đây có phải là Mewtwo. Tiếng gầm của thời gian, tiếng gầm của thời gian. Tiếng gầm của thời gian không có. Gặp ba bốn NPC luôn á, nhưng mà chỉ có hai Mewtwo thôi các bạn ơi. Ở đây cũng có trainer nữa nè. Vậy là hết rồi. Chắc phải đi tiếp thôi, xui ghê luôn á, cả đống. Chưa chưa, ở đây vẫn còn. Dạ mà là Mewtwo. Diaga. Landrack, Reflect, Sunshot, Protection, Water Shuriken. Ý cái kỹ năng này là dạy cho các em ớt ninja của mình được á. Em Ray Ninja đâu rồi? Đâu rồi, chưa dạy kỹ năng cho em ấy. À, đó dạy cho Ray Ninja thôi. Water Shuriken. Và mình sẽ thay thế cho kỹ năng là đây ta. Thay thế kỹ năng hệ tâm linh đi. Tại vì hệ tâm linh không liên quan đến em ấy á. Rồi giờ thì test thử kỹ năng này coi. Mình sẽ tấn công bằng chưa chưa đổi đổi sang em Greninja trước cái đã. Đây. Water. Ui, tấn công Greninja mình luôn. Liều đấy, liều đấy. Water Shuriken. Nhưng mà em này mới cấp 15 mà chưa biết rõ sức mạnh đâu. Kiếm nào cấp khỏe 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 hơn xíu đi để mình test sức mạnh đó các bạn ơi. Hay là mình đánh. Ui. Xuất hiện nguyên một cái con boss ở đây luôn nè. Được.
Vô 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 em ơi. Khiêu chiến luôn. Rồi, cấp 99 hả? Được đó. Và tại kỳ Z nè. Tại kỳ Z thì không được, vậy thôi qua tới Shuriken thử xem. Ê, tấn công kìa, tấn công kìa. Các bạn có thấy không? Kìa 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 kìa. Nó mất máu, kiểu mất máu từ từ á. Không bộ một phát mất liền mà kiểu kéo máu từ từ xuống rất là hấp luôn. Và với 2 hit qua tới Shuriken thôi, các bạn thấy sức mạnh chưa? Cực kỳ đã. Và Super Rod. Wow, một cái con Steelix thôi mà rơi ra cái Super Rod luôn. Quá dữ. Như vậy em Greninja của mình đã có được một cái năng lực mới rồi. Và coi coi NPC này còn dạy kỹ năng nào xịn xịn không để mình ha. Dạy nốt luôn. Report Fire Spin. Kỹ năng Toxic nữa nè. Có kỹ năng hệ điện 120 điểm sức mạnh. Phải dạy cho em Raichu của mình thôi. Raichu đâu? Hôm nay cho em một kỹ năng mới nha. Raichu nè. Move. Mình sẽ thay thế cho em mấy kỹ năng Wheelchat đi. Wheelchat khá là yếu luôn á. Rồi cho Raichu vô. Ê chết chết. Chưa lấy máy vô slot mà. Đây giờ thì mới dạy được nè. Von đâu rồi ta? Đây Von Tackle. Và dạy cho em máy luôn. Rồi, đã có thêm một kỹ năng mới rồi nha. Hôm nay dạy hơi bị nhiều kỹ năng cho mấy Pokemon luôn á. Raw up time. Đây rồi các bạn ơi. Nhưng mà nó chỉ tốn có 4 sao phía thôi hả? 4 sao. May quá, mình còn 5 viên. Vậy là mình đã có được kỹ năng raw up time rồi các bạn ơi. Đây rồi, kỹ năng của em em Diaga đi rồi. Mình sẽ dạy và thay thế cho kỹ năng Bubble Jam hay Slap vậy ta. Thay thế cho kỹ năng Bubble Jam đi. Rồi và chúng ta đã có thể có được kỹ năng ấy, độc quyền của cái em này rồi. Kỹ năng này các bạn có chỉ mình là kỹ năng rất là mạnh luôn á. Để mình thử đi tìm coi coi còn cái con boss nào gần đây không. Để mình test thử chứ coi coi nó mạnh đến mức nào. Thử qua tờ Shuriken coi coi có xin nhê cái em Dancy này không nhá. Nó các bạn thấy chưa. Ê kỹ năng này hơi bị xịn luôn. Mặc dù đánh cái không gây sức thương liền nhưng mà sẽ mất máu từ từ á các bạn ơi. Đúng khó chịu luôn á nhen. Hôm nay học được kỹ năng tủ của em Greninja rồi. Và mình nghĩ mình sẽ mất thêm một hit nữa để có thể kết thúc được Dancy á. Và hit cuối cùng nè. Để coi coi khi tiêu diệt thì mình sẽ mang về được cái gì. Được kim cương nữa các bạn ơi. Ồ, trên bầu trời xuất hiện một em Aerodati nè. Em này là boss. Ui. Ui chết. Nhầm. Đi hồi Diaga lại. Mình sẽ khiêu chiến với Diaga mới được. Ủa khiêu chiến với Aerodati mới được. Rồi khiêu chiến thành công. 109 đánh với 70. Liệu rằng Draw of Town có thể gây được sát thương cho em này. Rồi. Wow, quánh một phát mất gần phân nửa cây máu của con boss này luôn á. Cũng khá là ổn đó các bạn ơi. Rồi giờ thì tới Greninja vô tiếp chiêu đi. Water Shuriken phát huy sức mạnh. Này thì Pokemon nha. Hóa thạch cổ đại nè. Ui đúng là hóa thạch cổ đại có khác các bạn ơi. Mạnh thực sự luôn. Rồi tới Raichu xem coi. Mình sẽ test kỹ năng mới học nha. Von Tackle. Chưa gì hết, nó đánh ra chưa mình ngủm của tỏi rồi. Vậy thì đến mèo chua nhưng mà sẽ gây được hiệu ứng tê liệt kìa các bạn ơi. Ra chưa cũng giúp ích khá là nhiều á. Và mình sẽ kết thúc bằng một cái focus punch thử xem nhá. Wow, em này mạnh vậy. Chưa em nào đủ khả năng gây được sát thương sau khi mấy em kia bị gục hết á. Đi rồi, Aerodati đã bị tiêu diệt. Và mình được một cái viên đá Mega của em ấy. Cũng như là một cái Melnium Z. Quá là ổn luôn các bạn ơi. Hôm nay có vẻ khá là bội thu rồi nha. Ở đây mình có em Chimcha gì nè các bạn ơi. Một chú khỉ đúng không? Ừ hình như một chú khỉ lửa thì phải á. Thôi nghiệp vậy. Để mình sẽ lấy cái Liverpool mình bắt luôn đi. Đỡ phải đánh nhau với em ấy á. Mới cấp 5 mà. Nhỏ xíu luôn. Rồi mà hy vọng Liverpool có thể bắt được em ấy nha. Khỉ lửa mà trên vùng băng này cũng tội nghiệp. Vùng tuyết này nè. Và bắt được em ấy rồi. Để sắp tới mình sẽ train em ấy sau. Giờ thì mình sẽ tiếp tục đi tìm thêm boss coi. Hôm nay mình sẽ luyện tập với mấy em Pokemon cùng những kỹ năng mới nha. Ở tổng tới đâu cái em Pokemon hóa thạch đó. Ở đây mình có em Pokemon hóa thạch cũng na ná em đó nè.
Cái em này được mang tên là đâu rồi? Đây, Antiope các bạn ơi. Có cái tướng ấy, na ná cái em này mình tưởng em này có ở ngoài nữa chứ. Giật hết cả mình à. Trời mưa lớn quá mình cũng không có tìm được thêm được mấy con boss á, mà giờ thì không có ngủ được. Chắc phải nhờ Rawdon ra tiếp thì các bạn ơi, Rawdon có khả năng tắt mưa được á. Đây, Rawdon vào một tí đi để mình nhờ Rawdon tắt mưa nè. Kỹ năng tắt mưa đây rồi. Bùm một phát. Đó, quét sạch cơn mưa liền rồi. Và đưa em ấy trở lại thôi, cái em Diaga trở lại thôi nào. Mưa tiếp hả? Trở tờ vô bão hay sao rồi? Mới tắt mưa xong lại mưa tiếp nè các bạn ơi. Kỳ cục kẹo hả? Rồi tiếp tục tắt mưa. Ây, căng rồi. Em này không có dùng Sunny Day được nữa. Tại vì mình mới dùng á. Mà trời giờ cũng đang tối mà đúng không? Ngủ được, hên quá hên quá. Tưởng đâu không cho ngủ nữa thì bó tay luôn á, mưa hoài nha. Rồi giờ thì mình sẽ đưa các em đi ra trở lại nè, cũng như cho Mewtwo vào bên trong một xíu nhá, để mình đưa cái em Aerodactyl ra ngoài, vì mình vừa nhặt được cái viên đá Mega của em ấy luôn, nên mình sẽ trang bị nhanh vào nhá. Rồi sau đó mình chỉ cần tiến hóa Mega thôi và xem chỉ số của em ấy sẽ tăng tiến như thế nào nha các bạn. Hiện tại thì Aerodactyl của mình có tấn công là 147 và máu là 177 đúng không? Sức phòng thủ thì chưa đến 100. Và khi tiến hóa Mega lên thì em ấy chắc chắn sẽ trở nên ngầu lòi rồi. Và sức mạnh thì sao? Chúng ta cùng nhau chờ đợi xem nhé. Wow, tiến hóa Mega có cái phần cầm nhìn nhọn hơn nè. Phần cánh có mọc thêm mấy cái vuốt ngay sau á. Và xem thông tin. Sức tấn công đã tăng lên nè, SP attack cũng tăng và phòng thủ cũng tăng lên hẳn luôn. Được thì sự và cưỡi được luôn. Ở đây có một cái con boss Biril. Để xem coi dạng Pokemon của mình có đơm được cái con boss này không nhá. Tại vì mình ưa bị ăn hành bởi mấy con boss Shiny này lắm luôn. Rồi, đưa Aerodactyl vô trước luôn nè. Thử coi tấn công bằng kỹ năng Mega trước đi, Mega xong rồi Wing Attack xem coi liệu rằng có lo được cái em này không nhá. Wow, đánh Aerodactyl của mình mất một khúc máu luôn và ui. Tiến hóa Mega em này mạnh cực ấy các bạn ơi. Cũng chắc cũng một phần tại hệ ấy. Mình nghĩ cũng một phần tại hệ mà em Aerodactyl của mình mới gây được nhiều sát thương như vậy. Rồi giờ thì đến em Dialga thử xem liệu rằng cái Roar Time này nè có đủ sát thương để kết thúc em Biril này hay không. Ui đúng luôn, đúng là kỹ năng rất là mạnh và mình đã nhận được một cái Lutrous Orb các bạn ơi, cái dùng để triệu hồi cái em Palkia thì phải đúng không ta? Ừ đúng rồi, em ba kia cái Adamant mới chị hồi đi Aga các bạn ơi. Như vậy thì mình đã đánh khá là nhiều boss trong ngày hôm nay rồi, và hôm nay mình đi khám phá cũng khá là nhiều nơi đúng không, rất là nhiều vùng đất, nhưng mà cái vùng NCT thì mình vẫn chưa có dẫn các bạn đến khám phá, nên hôm nay chúng ta sẽ thử đi tìm vùng đất đó nha. Và trong cái rương của mình hồi nãy mình lý sơ qua mình chỉ còn có ba cái ngọc Ender thôi. Hình như trong rương nhà chị y tá của mình á mình còn khá là nhiều từ những cái em Pokemon dùng đầm lầy thì phải. À đây nè, còn tới một stack lận. Chiếc này thì đổi mới mà chế tạo rồi. Giờ thì mình sẽ cất thêm mấy cái này vô trong và đổi sang những cái mắt của Ender nhá, để chúng ta có thể tìm được cái vùng Stronghold dễ dàng hơn. Rồi, giờ thì không chần chờ gì, mình sẽ cùng nhau phóng cái mắt của Ender đầu tiên. À, đi về hướng bên đây à. Đừng có bể, đừng có bể. Chuẩn, chuẩn, chuẩn. Hy vọng là đừng có bể cái nào hết á, để mình còn lắp vào cái cổng kết thúc nữa. Chắc mình phải mang theo thêm á các bạn ơi, chứ nếu mà mình bể á mà ít hơn 12 cái là không có thắp cái cổng được đâu. Để mang theo thêm ba cái này với năm cái bột quy lửa này nữa là được đó. Và coi nào, mình sẽ đi thẳng hướng này xa xa một xíu nhá. Và chắc mình sẽ sử dụng cái vàng Pokemon hiện tại luôn đi, vì mình vừa học kỹ năng cho mấy em ấy nè, cũng như là có những viên đá Mega cho cái em Pokemon cổ đại này nữa, nên mình muốn test thêm sức mạnh của mấy em ấy nhiều hơn á. Rồi giờ thì chúng ta cùng nhau đi thôi. Ui trùng hợp thì cái mọi ba cái chết nó nằm chỗ nè, cái này không mở thì phí lắm luôn đó. Để coi coi ba cái chết một lượt thì mình có mở ra được món đồ nào xịn. Ê được cái gì kìa, cái gì kìa, sao điêu à, cái này thì mình mở ra một lần rồi, để thêm một cái sao điêu các bạn ơi, tuyệt vời tuyệt vời. Đây đến là một cái lọ thuốc và cái master chest kế tiếp, một cái đĩa. Coi sơ qua nhá, đĩa này sẽ dạy cho mình kỹ năng gì đây. Onbrew, kỹ năng này chưa rõ điểm sức mạnh. Bây giờ thì nhặt lại mấy cái Saphir và đi tiếp thôi các bạn ơi.
Mình vẫn chưa tìm được cái khu vực Strong Âu nữa. Cái khu vực đó chắc cũng xa nhà mình lắm luôn á. Hãy tiếp tục xuất hiện con boss Dancy. Hôm nay cái con Dancy này xuất hiện là bị nhiều á nhờ. Mình không có gặp được cái Pokemon Dancy bình thường á, chỉ toàn gặp boss thôi nên không có bắt và sử dụng đá Mega được. Chứ mình mà bắt được Dancy chắc chắn mình sẽ tiến hóa Mega cho Dancy luôn. Ui. Dialga dùng một skill hệ thép thôi mà quýnh Dancy kìa, gần hết ống máu luôn á. Và chuẩn bị đón nhận đòn đánh cuối cùng đi. Sau khi tiêu diệt thì mình sẽ nhận thêm được kim cương. Có gì là mình cứ đánh, chịu khó đánh mấy cái em Dancy này là thoải mái nhặt được những cái kim cương luôn á các bạn ơi. Nè, vùng núi lại tiếp tục xuất hiện nè. Tự nhiên sau khi mình có được cái em Dialga, cái em Dancy này cứ xuất hiện miết luôn ấy. Tục tấn công bằng Iron Tail đi, cái đuôi đuôi sắt đó các bạn ơi, hợp lý và đó, hơn nửa cây máu luôn. À, đòn đánh cuối cùng nè. Ui, sao lần này có vẻ Dancy mạnh hơn tí á nha. Không, không sao hết, ở đây có Redinja, có Shuriken mà dùng Shuriken nước thôi. Kéo máu từ từ hơi bị khó chịu liền. Ui, mà hôm nay Dancy gắt nhỉ. Dancy bật chế độ gắt lên rồi các bạn ơi. Dùng kỹ năng hại rồng thì không có xi nhê Dancy á, nên mình chắc mình sẽ đổi sang kỹ năng hại đá thử xem. Và coi có gây được sát thương hay không. Có đó nhưng mà còn một máu kìa. May quá, suýt nữa thì good lord thua trận rồi. Và tiếp tục nhận được cái kim cương và thêm một cái cục kẹo nữa các bạn ơi. Cũng khá là ổn đó. Bây giờ mình sẽ phóng tiếp nè. Thôi, nó vẫn đi về hướng này. Tưởng đâu nó quay ngược lại chứ. Rồi và nhặt về. Ở đây mình gặp được một cái con boss nữa các bạn ơi. Mau quay. Phải đánh mới được. Để test sức mạnh. 109 thôi, cấp 109 và Raw Up Nope. Time. Hình như bị cắt hệ thì phải á, quýnh một phát cái ngỗng em Diaga của mình luôn rồi. Thử hệ lửa xem. Nope. Hình như em này cắt hệ rồng các bạn ơi. Toàn không, mình toàn một cái Pokemon hệ rồng không Nope. mà. Vì đưa con ếch ra coi, liệu gần có khắc được con ếch này không. Ấy ấy ấy, Redinja đánh được nè, kéo đi hơi bị nhiều mà. Nope. Với kích thước siêu to khổng lồ như vậy, mình không tin là đánh không lại cái em Pokemon này đó. Tưởng thế nào, chiến này thì chuẩn bị ăn hành với Rawdon đi. Này thì ha, Rayquaza Slayer nè. Rồi và mình được một cái viên tiến hóa Mega cho Mawile các bạn ơi, và một cái Kai Splay nữa. Kho đồ mình full rồi, để mình vứt một cái gì đó để mình nhặt cái này về kho đồ của mình nha. Ui sao nó cứ quay mòng mòng hoài. Ui lần này bể luôn rồi. Mình đi một hồi nó cứ quay mòng mòng hả các bạn ơi. Thử quăng thêm một cái coi coi. Ui sao nó hình như nó tới rồi các bạn ơi. Ở đây đúng không? À, mình sẽ leo lên tán cây đây để dễ dàng quan sát xung quanh hơn. Ừ, không, mình mới bay lên đằng kia mà. Chắc ở bên đây là cái nơi để mình có thể đào xuống hay sao nè. Mình sẽ test thêm một cái nữa để chắc cú hơn nhá. Đây đầu tiên thì trèo lên tán cây nè. Khi mà nó gầm xuống đất á, thì mình sẽ dễ dàng biết hơn. Các bạn có thấy không? Nó cứ bay qua bay lại ngoài à. Vậy là chắc đâu đây ở phía dưới nè. À phía bên này có một con boss hả? Ui con boss gì ngộ vậy? Mang về được một viên đá tiến hóa nè. Cái em đó mình gặp cũng khá là nhiều trên cái đường đi ấy các bạn ơi, nên mình cứ thoải mái mà nhặt mấy viên đá tiến hóa thôi. Mình sẽ vứt cái này đi để nhặt viên đá Omega sau. Trong lúc chờ đợi thì lại xuất hiện thêm một em Galay rồi nè. Hôm nay bố xuất hiện hơi bị nhiều luôn á. Được, và mình sẽ kêu chiến tiếp nha. Để sẵn đây thì mình sẽ cố gắng coi đánh boss coi nó có chịu rơi ra Master Ball không. Giờ thì mình còn toàn là gặp mấy con boss cấp 100 mấy không mà. Hy vọng là có thể nhặt được một cái Master Ball á. Water Shuriken xong, kết thúc được em này và mang về được một cái Downstone. Downstone này mình cũng có thể sử dụng để tiến hóa một hệ khác cho em cái em EV của mình á. Được các bạn ơi, rồi giờ mình sẽ cất những thứ mà mình vừa nhặt được nãy giờ vô trong cái rương này nhá, để mình có thêm không gian á, chứ bây giờ mình kho đồ của mình khá là chật luôn. Rồi và mình sẽ tập trung vào việc đi xuống cái stronghold thôi. Theo như mình định vị thì cái stronghold nó cũng gần lắm rồi. Nó đâu khoảng tầm tầm ở dưới này nè các bạn à.
Đi rồi, nó bắt đầu gầm xuống dưới lòng đất rồi các bạn ơi. Đó, và nó trồi lên ngay đây đúng không? Được, mình sẽ bắt đầu đào thẳng xuống phía dưới ngay gốc cây này luôn nhá. Hy vọng là có thể nhanh chóng tìm được cái cổng kết thúc thôi. À, mình tìm được đường vô rồi các bạn ơi. Nhưng mà mới vô gặp nước nó chảy quá trời luôn nè. Mình sẽ chặn lại đừng cho nước nó chảy nữa. Ê, 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 chặn lại. Rồi, nước đã hết chảy rồi. À, mình sẽ đi qua cái đường này đi. Ở đây có hai đường nữa hả ta? Ở dưới như có cái rương đúng không? À, không, cái đó cái cửa. đi hướng này có rương nè. Được một cái ngọc Ender nữa, quá tốt quá tốt. Mình cần thêm ngọc Ender để lắp vào cái cánh cổng ấy. Đá thì mình sẽ mang về để chế tạo thêm cái bóng Pokemon nhá. Mấy cái gem này thì không nhất thiết phải lượm đâu. Rồi hướng bên đây thì lại đi xuống dưới nữa hả ta? Tiếp bên này thì có một cái cửa tiếp. Không biết trong thư viện của khu vực này có gì xịn không nữa. Cái này thì có một cái Geobrine nè, một cái DNA để kết hợp với em Kyurem á. Và không còn thứ gì nữa. Có còn đường nào đi khác không? Đây còn đường nè. Ta-da! Gặp luôn. Hôm nay khá là may mắn các bạn ơi. Mới đi có tí xíu thôi mà mình đã tìm được cái chỗ để mình lắp mấy cái mắt của Ender rồi. Những lần trước á, chơi miễn là đi tìm cái này thì mình luôn bị lạc ở trong cái khu vực Stronghold ấy. Mà lần này thì khá là may mắn, mình đã thắp xong cánh cổng rồi. Chắc giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau xuống dưới quá. Nhưng mà xuống dưới, nếu mà mình không giết được con rồng thì mình sẽ không có trở về được ấy. Và đồ bây giờ thì mình cũng khá là yếu nữa, rồng Ender mà sao mà đánh lại. Hay là bây giờ mình sẽ lưu ở đây cái điểm trước đi nhờ. Được á, mình sẽ lưu ở đây một cái điểm nha. Đó chính là and portal nè. Để sắp tới có gì mình dịch chuyển lại đây cho nó dễ dàng hơn nhé. Và tầng mình sẽ nâng lên một xíu. Rồi và tạm thời thì mình sẽ trở về nhà để chuẩn bị đồ đạc đầy đủ, tránh là ngọt xuống dưới mà ha, tử nạn ở phía dưới điện nhá. Trở lại ngôi làng nè. Đầu tiên thì mình sẽ trang bị cho mình một cái ủng kim cương trước cái đã. Tại vì ủng kim cương dù sao nó cũng sẽ tốt hơn á các bạn ơi. Mặc dù chạy hơi chậm một xíu nhưng mà nó sẽ tăng cái sức chống chịu của mình lên. Kèm theo đó là một cái quần đi. Nãy giờ mình farm được một một ít cái kim cương á đó, được 11 viên luôn nè. Đánh mấy cái con Dancy không á mà mình được cả đống kim cương luôn. Có thêm một cái quần và cái này thì mình sẽ không có chế tạo áo giáp á, mà mình sẽ ưu tiên làm cho mình những cái pháo hoa, tại vì cánh mình có thể kết hợp với pháo hoa để bay nếu như mà bị rơi xuống từ trên độ cao khi mà con rồng nó đánh trúng mình á. Và chắc bây giờ mình sẽ làm nốt cái công việc cuối cùng trong ngày hôm nay đi ha. Đó chính là cho một cái em Banshee này tiến hóa đi. Trong rương mình nếu mình nhìn không lầm hình như còn kẹo thì phải. Kiểm tra lại. Còn kẹo không ta. À, đây 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 còn 13 viên nè. 13 viên ở ngoài luôn chứ. Và em Banshee này khi tiến hóa liệu rằng có ngầu như cái em trước là em gì ta? Em Banshee các bạn ơi. Đây, đây là em trước nè. Chờ máy ra một cái đi. Và đây chính là em Banshee chuẩn bị tiến hóa đây nè. Rồi và khi em ấy ăn thêm một cục kẹo. Hình như level 20 mấy mới tiến hóa ta. Ui, 26 rồi nè, 27. Những chi tiến hóa 29, 30, 31. Khi nào mới chịu tiến hóa đây? 32, 33, 34 và 35, 36. À không, em này ăn đá đá lửa các bạn ơi, nhầm nhầm rồi. Quên quên mất, cái em này là mình chỉ tiến hóa bằng cách cho cái viên đá thôi. Ở đây thì mình có những cái Fire Stone Shard nè. Ấy trời ơi, thảo nào mình nói ăn hoài mà sao không có tiến hóa gì trơn. Lên cấp cũng khá là cao rồi mà. Rồi và cất mấy cái mảnh này vô. Cho cái em Banshee này ăn một cái cục đá lửa này thôi thì em ấy sẽ tiến hóa đó. Rồi chuẩn bị nè, Banshee của anh ơi, tiến hóa đi. Đó, Banshee đang nhìn cái người anh em của mình tiến hóa này các bạn ơi. Đứng cái bên luôn nè. Và coi coi hai em này khi tiến hóa thì em nào sẽ ngầu hơn đấy. Wow. Em này thì tóc vuốt thẳng lên trên, còn em này trở thành Simisia. Simisia nhá. Và Simisia thì có vẻ nhìn nhìn béo hơn cái em Banshee Banshee các bạn nhờ. Bụng phệ luôn rồi nè. Ủa bình thường thấy thon thả đâu sao khi tiến hóa sao bị bụng phệ rồi.
Tiếc ghê ha. Nhưng mà không sao, dù sao thì hai anh em nhà khỉ này đã được mình tiến hóa lên rồi. Và sau sắp tới á, thì mình sẽ cố gắng tìm thêm một cái người anh em cuối cùng trong ba anh em nhà khỉ này nhá. Rồi và như vậy trong ngày hôm nay thì mình đã bắt thành công cái em Pokemon Dialga các bạn ơi. Pokemon cuối cùng trong bộ ba sáng tạo này. Cái đến là cho Greninja của mình học được một kỹ năng, đó chính là Water Shuriken. Kỹ năng này khá là xịn luôn á. Mặc dù chỉ có 15 điểm sức mạnh thôi nhá, nhưng mà nó sẽ gây được á, những sát thương về sau thêm á các bạn ơi. Và cũng như vậy cho các em Diaga này kỹ năng Rob Time, tiếng gầm của thời gian á, khá là mạnh luôn. Và mình cũng đã tìm được cái NCT rồi, à không, cái Stronghold rồi. Thời gian sắp tới thì chúng ta sẽ cùng nhau khám phá phía dưới cũng như là đánh bại con rồng Ender để tìm coi coi phía dưới sẽ có những Pokemon gì đặc biệt khác nhá. Và cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Còn bây giờ thì bye bye. Shop lọc Sutaki, shop bán ạc refi giá cực rẻ, chất lượng uy tín, giao dịch tự động.